Việt Nam hòa Yemen vẫn nối bước Thái Lan vào vòng 1-8. Quý vị thính giả thân mến, một kịch bản hy hữu có thể xảy ra là tuyển Việt Nam không cần thắng Yemen vẫn vào vòng đấu loại Asian Cup 2019. Với điểm số và hiệu số các đội bóng thứ ba ở các bảng, tuyển Việt Nam có thể vào vòng đấu loại Asian Cup 2019 trong trường hợp chỉ cần hòa Yemen vào tối mai. Trường hợp này xảy ra khi Việt Nam hòa Yemen Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Hòa Ly Băng, hai đại diện bán B là Syria và Palestine, nhận kết quả thua đậm trước Úc và Jordan. Như vậy, Việt Nam chỉ cần một điểm nhưng có hiệu số tốt hơn các đối thủ cạnh tranh, nên có suất đi tiếp một cách khó tin. Nhưng đó chỉ là kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế, tuyển Việt Nam cần phải tự quyết định số phận bằng cách quyết thắng Yemen. Thậm chí, tuyển Việt Nam cần có một chiến thắng đậm để rộng cửa vào vòng đấu lại. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang xếp thứ 5 trong nhóm tranh suất vào vòng đấu loại. Đây là vị trí sẽ về nước nếu giữ nguyên sau vòng đấu cuối cùng ở vòng bảng. Trong số 6 đội xếp thứ 3, Bahrain đã chắc chắn giành vé đi tiếp. Nhờ chiến thắng xích sao 1-0 trước Ấn Độ, Bahrain có 4 điểm trong khi 4 trên tổng số 5 đội còn lại trong nhóm đang không điểm. Ba suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt và tuyển Việt Nam sẽ có quyền tự quyết nếu thắng cách biệt trước Yemen. Huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố sẽ giành lấy 3 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng xác định, giờ chúng tôi phải tập trung toàn lực gặp Yemen, cả đội hứa cố gắng làm tốt nhất có thể, mục tiêu chắc chắn là 3 điểm, mong cổ động viên hỗ trợ tinh thần để đội chiến đấu thật tốt trước Yemen. Trận đấu giữa Việt Nam và Yemen diễn ra vào lúc 23 giờ ngày mai được trực tiếp trên VTV6. Đẳng cấp tuyển Việt Nam và đòn quyết định của ông lớn. Sau hai lượt đấu và đội tuyển Việt Nam lẫn nhóm đội ngoài 100 thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn để chen chân ở đấu trường châu Á ba đội tuyển quốc gia của Đông Nam Á bị đánh giá yếu nhất trong cuộc chơi Asian Cup 2019. Thực tế cho thấy họ không dễ dàng có những cuộc lật đổ như ở cấp độ trẻ. Đội tuyển Việt Nam sau hai địa chấn ở vòng chung kết U23 châu Á hay vào top 4 ASEAN 18 vẫn cho thấy sự non nớt khi đối diện các ông lớn ở cúp châu Á dành cho đội tuyển. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có hai trận thua Iraq và Iran Tương tự Philippines, dù dưới tay của huấn luyện viên đẳng cấp Ericsson vẫn thua hai trận bởi trình độ cầu thủ không hơn các đối thủ. Thái Lan thì khai cuộc đã ngã ngựa trước Ấn Độ 1-4 và gượng dậy thắng Bahrain 1-0. Thực chất chưa có đội bóng nào chắc chắn bị loại mới chỉ sau hai lượt trận đầu. Do điều lệ giải quy định, sẽ chọn 4 trên 6 đội xếp thứ 3 trong bảng có thành tích tốt nhất vào đấu loại knockout. Tuy nhiên cơ hội cho các đội bóng đã thua hai trận rất nhỏ nhoi và buộc họ phải cầu nguyện đến thần may mắn. Chính ông Park Hang-seo đã thừa nhận, cơ hội cho nhà vô địch AFF Cup 2018 vượt qua vòng bảng là không nhiều. Đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải lấy 3 điểm của Yemen ở trận cuối và hồi hộp chờ các đối thủ ở bảng khác sơ sẩy. Ông Park cũng nói thẳng, các học trò của mình không dễ đạt trình độ cao cần thiết tại đấu trường Asian Cup trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau chức vô địch Đông Nam Á. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam theo cảm nhận của huấn luyện viên Park Hang-seo là những trải nghiệm lớn ở sân chơi châu Á sẽ giúp cho đội quân trẻ nhất giải, bình quân 23 tuổi của ông, sẽ giỏi hơn trong tương lai. Có lúc này, đẳng cấp của đội số 1 Đông Nam Á so với các ông lớn của châu Lục vẫn còn là một khoảng cách rất xa. Đến thời điểm này, dường như chỉ có Jordan biết gây sốc dù nằm ở vị trí 109 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ gây chấn động với chiến thắng nhà đương kim vô địch Úc và qua mặt đối thủ lớn Syria để nghiễm nhiên sớm giành một vé qua vòng bảng. Còn lại những trận đấu khác hầu hết là cuộc độc diễn của các đại gia châu Á có bề dày truyền thống ở sân chơi Asian Cup. Vì như Hàn Quốc và Trung Quốc chung bảng C đều có hai chiến thắng dù không quá ấn tượng nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy vé đi xa. Tương tự Iran và Iraq ở bảng D tỏ ra mạnh hơn các đối thủ ở bảng D với cùng hai trận thắng. Ả Rập Xê Út của bảng E hay tuyển Qatar, Nhật Bản ở bảng F Trước giờ bóng lăn đã nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch thì họ cũng biết cách chứng tỏ mình xứng đáng là ông lớn của châu Lục. Trật tự ở làng bóng đá châu Á đã trở lại và cực khó xuất hiện những cuộc lật đổ vĩ đại khi các đại gia tỉnh giấc. Chiều 14 tháng 1, các học trò ông Park Hang-seo đã ra sân tập ở địa điểm mới là thành phố An Ain sau khi di chuyển từ Abu Dhabi để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Yemen. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành 3 điểm và nuôi hy vọng cạnh tranh một trong 4 suất đi tiếp dành cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cơ hội chiến thắng của thầy trò ông Park là rất lớn bởi tuyển Yemen không phải là đối thủ quá khó chơi. Họ vừa thua nặng Iran 0-5 và thua Iraq 0-3, nhưng vấn đề là cách tổ chức lối chơi lẫn nhân sự không sánh bằng Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết, các học trò của mình sẽ cố gắng hết sức cho đến phút cuối cùng ở trận quyết đấu Yemen vào ngày 16 tháng 1. Chút lo lắng của ông Park là thể lực của các tuyển thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều sau hai trận vắt sức trước đối thủ Iraq và Iran. Bên cạnh đó, hậu vệ Duy Mạnh bị hai thẻ vàng trong hai trận đấu này buộc phải thay thế bằng thành trung hoặc chọn giải pháp kéo văn hậu vào giữa, đưa Hồng Duy vào biên trái. Nhận diện đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong vòng bảng Asian Cup 2019 thua hai trận đáng tiếc trước Iran và Iraq, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam đang dần khép lại. Để có thể chiếm suất vào vòng loại trực tiếp thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cần có một kết quả thật tốt trước đội tuyển Yemen. Vậy đối thủ của chúng ta là ai? Cùng với Kyrgyzstan và Philippines, đây là lần đầu tiên đội tuyển Yemen tham dự Asian Cup và hành trình ghi danh vào giải đấu châu Á của đội tuyển này cũng chẳng hề dễ dàng. Tương tự như nhiều quốc gia cùng khu vực, tình hình bất ổn và bạo lực vẫn luôn thường trực đối với cuộc sống của người Yemen. Bóng đá từ trước đến nay đã trở thành lối thoát cho người dân nơi đây khi hai miền Bắc và Nam Yemen được thống nhất và lập nên một đội tuyển quốc gia đại diện cho đất nước. Vượt qua biết bao khó khăn, thiếu thốn, các tuyển thủ chứng minh được thực lực của mình tham dự Asian Cup 2019 so tài với các cường quốc bóng đá khu vực. Người song hành của đội tuyển Yemen trong đấu trường lần này là huấn luyện viên giàu kinh nghiệm người Slovakia, Jan Kocian. Tuy nhiên, do tình hình đất nước còn đang bất ổn nên vị huấn luyện viên khó lòng theo sát các cầu thủ. Theo báo chí, phát biểu về đội tuyển trong cuộc trả lời phỏng vấn riêng trên tờ The National Sport của UAE, huấn luyện viên Kosian tự tin tuyển Yemen là đội bóng không được đánh giá cao ở bảng D. Chúng tôi là tân binh ở Asian Cup, cũng không có nhiều điều kiện chuẩn bị tốt nhất. Nhưng chắc chắn chúng tôi không thua các đối thủ còn lại về mặt tinh thần. Chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả khả năng có thể và hy vọng sẽ có được những điều tốt đẹp nhất. Đúng như ông nhận định, Yemen cũng là đội bóng có thứ hạng thấp nhất, 135 thế giới dự Asian Cup năm nay. Họ nằm ở bảng D cùng với tuyển Việt Nam, rồi hai ông lớn của châu lục là Iran và Iraq. Tuy nhiên, không vì gặp đối thủ khó mà đội tuyển Yemen sớm từ bỏ. Vị huấn luyện viên lạc quan, "Chúng tôi đặt mục tiêu thắng tất cả các trận trước Iran, Iraq và cả Việt Nam. Tại sao không? Yemen mơ thắng lớn trước các đối thủ cùng bảng là điều hết sức bình thường, có thể không thực tế lắm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng." tham dự một giải đấu mà chấp nhận thất bại từ đầu thì nên ngồi nhà. Vì thế, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Trong đội hình Yemen, cái tên được giới chuyên gia đánh giá cao nhất là cầu thủ chạy cánh Abdul Wahce Almarati, 24 tuổi. Trong chiến dịch vòng loại Asian Cup, anh ghi tới 4 bàn thắng và đóng góp quan trọng để Yemen tự tin bước vào vòng chung kết. Ngoài Almarati, Yemen còn sở hữu một cầu thủ đáng được quan tâm là tài năng trẻ Ahmed Ansari. Trang cầu thủ đã từng ghi hai bàn thắng tại vòng loại FIFA World Cup 2018 lúc mới 17 tuổi. An Sarori thuộc biên chế Al Ali Club Sana nhưng đang chơi cho đội hạng tư Central Sport của Brazil dưới dạng cho mượn. Cầu thủ chỉ mới 20 tuổi này đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2015 nhưng chỉ mới có 9 lần ra sân do những bất ổn trong nội bộ tại đất nước. Tham dự Asian Cup 2019 sẽ là cơ hội sáng lạn để trang cầu thủ chứng minh được năng lực của bản thân tại đấu trường quốc tế. Theo đánh giá của Fox Sports Asia, với những bất ổn chính trị đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, việc đội tuyển Yemen vẫn đủ điều kiện tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 đã là một phép lạ. Trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 12 tháng 1, đội tuyển Yemen đã phơi áo với tỷ số 0-3 trước đối thủ được đánh giá cao hơn Iraq. Như vậy, sau hai lượt trận đầu tiên, đoàn quân của huấn luyện viên Jan Kosian để lọt lưới 8 bàn thắng và tạm thời đứng ở vị trí cuối cùng tại bảng D dù vậy khi chia sẻ với kênh Ancast của qatar thủ thành saud al sogadi cho biết bản thân hoàn toàn hài lòng với các đồng đội đội tuyển chúng tôi đã không được chuẩn bị tốt cho giải đấu này may mắn là yemen có một giải vô địch quốc gia tốt nên màn trình diễn của toàn đội vẫn rất đáng khen thực tế góp mặt tại asian cup đã là một thành công với yemen chúng tôi đến đây không phải để cạnh tranh cho những vị trí cao chấp nhận những thiếu sót về kinh nghiệm tham chiến tuy nhiên các tuyển thủ yemen vẫn mong chờ một kết quả tốt trong trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đối đầu với tuyển Việt Nam, Yemen sẽ sử dụng bóng để tận dụng chiều cao của các cầu thủ. Tuy nhiên, sau hai trận gặp các đội bóng quá mạnh như Iraq và Iran, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rút ra được nhiều bài học và rõ ràng không ngán gì lối chơi bóng bổng của các đối thủ có thể hình cao to. Về phần đội tuyển Việt Nam, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tiến vào vòng loại trực tiếp không chỉ chiến thắng mà đội tuyển chúng ta phải giành được một kết quả thật tốt trước đoàn quân của huấn luyện viên Jan Kosian. Chúng ta cần ghi ít nhất 3 bàn thắng vào lưới Yemen để có thể gia tăng điểm số. Theo như báo chí trích kết quả thống kê của 20 giải đấu áp dụng thể thức như Asian Cup 2019 cho thấy, xác suất để đội đứng thứ 3 với 3 điểm đi tiếp là 51%. Cũng theo thống kê trên, nếu có hiệu số bằng 0, cơ hội đi tiếp là 65%, con số này tăng thêm 5% nếu hiệu số là cộng 1%. Vấn đề là tuyển Việt Nam có thắng trên 3 bàn để có hiệu số từ 0 đến cộng 1 hay không thì chưa có câu trả lời. Nên nhớ rằng Yemen cũng ở tình cảnh như Việt Nam, họ vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu giành 3 điểm trọn vẹn. Trận đấu quyết định vị trí thứ 3 của bảng D trong khuôn khổ giải Asian Cup 2019 sẽ bắt đầu vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 1 trên sân Haja Bunjeet. Tuyển Việt Nam đấu Yemen, chuyên gia nội hiến diệu kế. Việt Nam chỉ còn trận đấu cuối cùng với Yemen để biết xem liệu có thể giành quyền đi tiếp hay không. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Dương Minh Ninh, người thầy của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra ý kiến giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị tốt cho trận đấu cuối cùng. Theo quan điểm của huấn luyện viên Dương Minh Ninh, ông Park Hang-seo nên cất hoàn toàn làm của để dành, làm phương án bất ngờ trong trận đấu thứ ba gặp Yemen. Huấn luyện viên Ninh cho hay. Qua các giải đấu, chúng ta đã thấy mục đích ông Park dùng văn toàn làm quân bài tẩy mỗi khi muốn bất ngờ đối thủ, đặc biệt là trước các cầu thủ to cao nhưng xử lý chậm chạp. Bên cạnh đó, ông Dương Minh Ninh còn cho rằng, để tuyển Việt Nam luôn giành thế chủ động trong trận đấu thì nên để Xuân Trường đá tiền vệ. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh chia sẻ, Chúng ta cần giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp và Xuân Trường là sự lựa chọn hợp lý với những đường truyền chọc khe thông minh. Từ đó mà những tình huống ghi bàn sẽ mở ra cho các tiền đạo Việt Nam. Nhưng cho dù kế sách của huấn luyện viên Ninh có thể thực hiện thì chúng ta vẫn cần phải quan tâm đến điều quan trọng nhất, đó là thể lực của cầu thủ và khả năng hồi phục thể lực trước loạt trận thứ ba vòng bảng. Về mặt tố chất, về mặt thể trạng, cầu thủ Việt Nam vẫn có điểm kém so với cả ba đối thủ cùng bảng. Điều này thấy rõ qua trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq cách này ít ngày. Đấy là trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi rất hay trong khoảng 60 phút đầu. Thế nhưng khoảng 30 phút cuối, Đội tuyển Việt Nam gần như để tuột thế trận vào tay đối phương do sa sút thế lực. Khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Iran, chúng ta ít thấy sự sa sút này, bởi trận đấu với Iran là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi thiên hẳn về phòng ngự. Vì chơi thiên về phòng ngự mà cầu thủ Việt Nam ít đua tốc độ hơn so với trận gặp Iraq nên ít thấy sự hụt hơi. Vấn đề này sẽ là bài toán đau đầu với chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi các cầu thủ Yemen không có gì đặc biệt ngoài lối chơi dùng sức khả năng họ sẽ chơi bóng bổng trước tuyển Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả cựu huấn luyện viên tuyển U23 Thái Lan, Sabi Singh, sau khi theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu cũng nhận định rằng vấn đề thể lực là điểm yếu của đoàn quân áo đỏ. Ông Sabi Singh cho hay, tôi thấy tuyển Việt Nam có dấu hiệu tỏ ra đuối sức trong 30 phút cuối trận. Ở Asian Cup 2019, bạn không thể cải thiện được điều đó khi phải đá dưới mật độ dày đặc ngoài vấn đề thể lực thì khả năng tấn công của tuyển việt nam cũng cần phải xem lại trong hai bàn thắng của đội bóng áo đỏ có một pha lập công của công phượng và một tình huống đốt lấy nhà của cầu thủ iraq cho thấy hiệu suất ghi bàn của hàng công là không cao như vậy là bài toán với huấn luyện viên park hang seo chính là các phương án tấn công với đội hình mạnh nhất và rõ ràng tuyển việt nam có nhiều việc phải làm để hoàn thành mục tiêu thắng trận cuối với một tỷ số đủ để đi tiếp Báo chí Yemen nhận định đội tuyển Việt Nam tiến bộ nhất châu Á. Quý vị và các bạn thân mến, sau hai lượt đầu của bảng D Asian Cup 2019, cả Việt Nam và Yemen đều chưa có điểm nào. Nếu muốn đi tiếp thì việc đầu tiên đối với cả hai đội là phải thắng được đối phương ở trận sinh tử tối 16 tháng 1. Báo Yemen nhận định Việt Nam là đội bóng cửa trên trong cuộc quyết đấu này, đồng thời thừa nhận đội nhà khó thắng động Việt Nam. Trang Ryan Yemen bày tỏ sự bi quan rằng Yemen phải đánh bại Việt Nam, thậm chí là phải thắng đậm, đó là cơ hội duy nhất để Yemen hy vọng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất, nhưng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Việt Nam là đội tuyển mạnh, họ đã cho thấy sự khó chịu trước Iran và Iraq. tờ 26 September của Yemen cũng chia sẻ quan điểm trên, đồng thời chỉ trích đội tuyển Yemen và liên đoàn bóng đá nước này về sự thể hiện yếu kém tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Đội tuyển rất được mong chờ ở Asian Cup 2019 nhưng thực tế, chúng ta có sự chuẩn bị rất kém trước giải đấu này. Liên đoàn bóng đá Yemen là một vấn đề lớn khi không có sự hỗ trợ tối đa cho đội tuyển. Các quan chức quan tâm nhiều hơn đến cá nhân thay vì tập thể đội bóng. Yemen phải quyết đấu với Việt Nam ở lượt cuối để tìm cơ hội đi tiếp. Một cơ hội rất nhỏ nếu không muốn nói là chỉ tồn tại về mặt lý thuyết. Việt Nam là một trong những đội tuyển tiến bộ nhất châu Á thời gian gần đây. Điều chúng ta hy vọng là các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình để có quyền ngẩng cao đầu. Trong khi đó, thì thủ môn Saud Ansawadi lại tỏ ra tự tin ở trận đấu với Việt Nam. Người gác đền của Yemen chia sẻ rằng, đội tuyển chúng tôi đã không được chuẩn bị tốt cho giải đấu này. May mắn là Yemen có một giải vô địch quốc gia tốt nên màn trình diễn của toàn đội vẫn rất đáng khen. Trên thực tế, góp mặt ở Asian Cup đã là một thành công với Yemen. Chúng tôi đến đây không phải để cạnh tranh cho những vị trí cao. Yemen gặp nhiều thách thức tại giải đấu này, nhưng có mặt tại đây không có đội tuyển nào là yếu cả. Chúng tôi cũng thấy, sau mỗi lần ra sân, toàn đội có thêm kinh nghiệm và ngày càng tiến bộ, mong rằng Yemen sẽ làm tốt trong bàn so tài với đội tuyển Việt Nam. Yemen hiện đang xếp cuối bảng với không điểm cùng hiệu số là âm 8. Để có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp, Yemen cần thắng cách biệt từ 7 đến 8 bàn trước đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa Yemen và Việt Nam diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 1. Huấn luyện viên Yemen hết lời khen ngợi tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu. Chia sẻ với báo giới trước trận đấu vào ngày hôm qua, Huấn luyện viên Jan Kocian nói: "Trận đấu ngày mai rất khó khăn với cả hai đội, cả hai cùng quyết tâm giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp. Tôi biết Việt Nam là đối thủ rất mạnh, biết họ đã chơi sơ đồ 3-5-2 một thời gian dài, nhưng chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu. Hãy chờ xem các cầu thủ của tôi sẽ thể hiện thế nào." Huấn luyện viên trưởng tuyển Yemen thừa nhận đội bóng của mình đã không thể chống đỡ trước Iraq và Iran quá mạnh ở hai trận đấu trước. Tuy nhiên, trước trận gặp tuyển Việt Nam, toàn đội tự tin sẽ làm tốt hơn. Huấn luyện viên Jan Kosian cho biết, chúng tôi đã gặp khó khăn rất nhiều trong hai trận đầu tiên. Chúng tôi bị thủng lưới từ sớm do các cầu thủ còn quá thiếu kinh nghiệm. Ngày mai, chúng tôi sẽ khắc phục và không để xảy ra những sai lầm. Toàn đội sẽ chơi gắn kết hơn để có kết quả tốt trong trận gặp Việt Nam vào ngày mai. So sánh về thực lực cũng như sự chuẩn bị của hai đội, huấn luyện viên Jan Kosian tỏ ra ghen tị khi tuyển Việt Nam được đầu tư tốt hơn. Đồng thời, ông cũng kể ra rất nhiều cái tên chơi ấn tượng của đối thủ. Tôi biết tuyển Việt Nam có nhiều trận giao hữu trước thêm giải đấu, điều đó giúp họ chơi ăn ý và gắn kết hơn. Trong khi đó chúng tôi lại không có nhiều thời gian để làm điều này. Do ít thời gian nên tôi không thể giúp các cầu thủ cải thiện được nhiều. Tôi biết huấn luyện viên Park Hang-seo hay cho tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 3 hậu vệ. Tôi biết Duy Mạnh không được chơi trận này, Hùng Dũng là cầu thủ đá giữa rất hay, Quang Hải, Văn Đức, Trọng Hoàng đều rất giỏi, họ chơi phản công sắc sảo và đó là điều mà tôi phải chú ý ngày mai. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Yemen diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 1, tức là 23 giờ theo giờ Việt Nam trên sân Hajabin JS Stadium